Ngày 25 tháng 11 năm 2022, VinFast đã tổ chức lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên gồm 999 chiếc VF8 ra thị trường quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam khi lần đầu tiên những sản phẩm ô tô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất chính thức tiến ra thế giới trong sự đón đợi của người tiêu dùng toàn cầu. Lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên chở bằng Silver Queen của Panama. Dự kiến sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng FPC Port Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2022. Ai đến đây chị nghĩ là cũng theo một là đầu tiên là tò mò, hai là bắt đầu háo hức và ba là khi chứng kiến những cảnh như này thì với cá nhân chị cảm thấy là cực kỳ là vui mừng. Và nhất là với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng. Cũng cảm thấy rất là tự hào vì đây có lẽ là những chiếc xe đầu tiên của Việt Nam mình được xuất khẩu lên thị trường thế giới. Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Còn về mẫu VF9, VinFast đã lên kế hoạch bàn giao cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý 1 năm 2023. Kết về của VinFast rất là mạnh mẽ bởi vì là đây là lần đầu tiên mà một thương hiệu xe Việt Nam đón đầu được công nghệ xe điện là tương lai của ngành ô tô thế giới và mang những chiếc xe rất chất lượng, những chiếc xe an toàn và những chiếc xe thông minh đến cho người tiêu dùng, đến cái thị trường mà khó tính nhất, đấy là chính là thị trường Mỹ. Thì chị nghĩ đây là một cái cam kết cực kỳ là mạnh mẽ và VinFast đã làm được. Cũng rất lâu rồi trong ngành ô tô của mình thì luôn luôn là bị chăn trở cái chuyện là sản xuất ô tô như nào, rồi là các ngành công nghiệp phụ trợ ra làm sao, và loay hoay bao nhiêu năm. Và khi VinFast làm được năm 2017, đó đã là cái sự kỳ vọng của mọi người rồi. Và bây giờ là chiếc ô tô đầu tiên được xuất xưởng ra thế giới. Đương nhiên là những người làm trong ngành ô tô và với chuyên ngành báo chí về truyền thông của bọn chị thì đấy là cả một cái hy vọng và cái kỳ vọng là cái ngành ô tô Việt Nam phát triển rực rỡ hơn. Sự kiện xuất khẩu lô xe điện đầu tiên do Việt Nam làm chủ và sản xuất ngày hôm nay đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô nước nhà, không chỉ khẳng định đẳng cấp và trí tuệ Việt mà còn hiện thực hóa được khát vọng làm chủ công nghiệp ô tô của nhiều thế hệ cha anh, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.